Hello xin mến chào tất cả anh em và xin mến chào tất cả các bác. Thì uh, trước mắt anh em và các bác thì đây đó là hai mẫu micro có thể sử dụng trong uh, các dàn karaoke gia đình VIP hoặc là anh em có thể chơi sự kiện rất là hay. Và cái điều đặc biệt đó là những cái bộ mic này có tần số bắt sóng của nó cực kỳ là tốt anh em nhé uh, Nó có thể bắt được tới 100m đến 200m sóng, rất là khỏe nên là cho anh em đi sự kiện nó rất là hay. Thì ở đây đó là một tay mic và một đầu thu lưới Autic U900 hoặc hai tay mic một đầu thu lưới Autic U905 anh em nhé. Thì với hai mẫu này thì nó rất là đẹp và đều là hàng chính hãng của lưới Autic. Đầu tiên thì đi vào với bộ lưới Autic U900. Thì đây là một bộ micro, anh em thì nhìn thấy nó rất là nhỏ gọn đúng không ạ? Nó chỉ có một tay mic và một đầu thu và đi kèm với nó thì sẽ sử dụng đó là hai anten để có thể thu và phát sóng anh em nhé. Với hai anten này thì nó có thể bắt sóng 100 đến 150 m rất là dễ dàng cho anh em chơi sự kiện ở à, chơi karaoke gia đình rất là ok. Có rất nhiều anh em lắp những bộ này vào trong karaoke gia đình rất là hay, tiếng mic của nó cực kỳ là tốt, đều giải anh em nhé. Về cái chất âm của nó thì chắc cho anh em có thể lên YouTube, anh em có U900 Xuân Tuấn Audio để anh em có thể xem được các bài test, video test về những cái bộ micro lấy Autic U900 cái tay mic của nó thì dạng kiểu đuôi chuột anh em nhé kiểu đuôi chuột dài và với bộ mic này thì nó không có chức năng đó là cảm biến tự ngắt à, nhiều bộ mic sử dụng cho gia đình ấy, thì nó hay đặt xuống thì tầm khoảng 3 năm giây thì nó sẽ tự ngắt nhưng với bộ micro này nó sẽ tập trung vào cái chất âm tập trung vào cái chất sóng của nó để nó được ổn định để lên được hay anh em nhé có giò sóng sạch cho anh em có giò sóng sạch anh em nhé cái nổi trội của những dòng này đó là tiếng mic của nó rất là thật hát nó rất là đều giải và cái sóng sánh của nó cực kỳ là tốt em phải nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần sóng sánh của nó rất là tốt à, với bộ này thì anh em sử dụng trong gia đình cũng rất là nhiều nhớ anh em mua về những cái bộ mic u 900 này nó chỉ có một tay mic và một đầu thu thôi nhớ anh em mua về để trải nghiệm để thử về cái chất âm của nó thì nó rất là dễ giá thì nó rất là dễ là dàng tiếp cận với tất cả anh em luôn một bộ gồm có một tay mic và một đầu thu này chỉ với giá nó là 3 triệu năm trăm nghìn đồng thôi À, như em đã nói rồi bộ này có thể chơi sự kiện bởi vì sao bởi vì nó không có chế độ tự ngắt khi anh em để lên các cái giá mic của nó đấy thì thường anh em sẽ để đây thì nó sẽ để trên cái giá mic nó sẽ như này đúng không ạ thì nó sẽ ở uh, mic nào nó hay có tự ngắt thì nó sẽ hay bị uh, mất tiếng của anh em khi anh em phát biểu khi anh em alo đúng không ạ nó sẽ bị mất tiếng nhưng với dòng này thì anh em chơi các dàn sự kiện chuyên nghiệp vì tại sao em phải nhắc đi nhắc lại bởi vì nó là một trong những dòng karaoke chuyên nghiệp Tiếng mic nó tập trung vào cái chất âm của nó Đều giải, đầy đủ giải Cái thiết kế rất là chuyên nghiệp Và sóng sánh của nó cực kỳ tốt anh em nhé Cái đầu thu của nó thì cũng rất đơn giản thôi à, Lút nguồn, một cái màn hình ở đây Và những cái phím à, Tăng giảm rồi xét rồi Volume âm lượng anh em nhé Có volume âm lượng bằng những cái chiếc áp ngoài đây Sử dụng cho anh em luôn Đấy. À, lưới AUTIC U900 anh em nhé Một tay mic, một đầu thu Chỉ với giá đó là à, 3 triệu 500 000 đồng thôi chất âm thì rất là hay rất là hay đều giải hát cực kỳ là hút mic và tiếng mic rất là dày cho anh em đi sự kiện nó rất là hay rất là ok anh em nhé và sang với bộ mic tiếp theo đó là hai tay mic và một đầu thu lưới autic u 905 thì với bộ này nó sẽ sử dụng đó là hai tay mic và một đầu thu sử dụng lên tới 4 năng tiền dòng này thì sóng sánh của nó cũng rơi vào tầm 150m đến 200m anh em nhé anh em có thể thấy những cái bước sóng Những cái tần số sóng của nó cực kỳ là khỏe rồi Anh em đi sự kiện với những bộ này Thì khó phải suy nghĩ luôn Giá của bộ micro này hiện tại đó là 7 triệu đồng trên một bộ Và đây là những lớp uh, ly lông bên ngoài anh em nhé Anh em nhìn thấy xước nhưng không phải đâu Đây là những lớp ly lông để bảo vệ bên ngoài Về nhà anh em có thể uh, bỏ những lớp ly lông này ra Thì nó sẽ là một cái màn hình đen nó Bóng thì nó rất là đẹp đúng không ạ Lút nguồn uh, Cũng có những cái phím chiết áp để sử dụng cho vô âm lượng to nhỏ cho từng kênh anh em nhé rồi phím set à, tăng giảm tần số đầy đủ cho anh em luôn lưới autic u 905 với dòng này thì nó sẽ có hai cái tai anh em nhé dòng này thì nó sẽ có hai cái tai bên cạnh cho anh em luôn bốn đăng ten bốn dâu và dâu sóng này là dâu sóng thật anh em nhé chứ không phải là những cái dòng dâu sóng ảo như của mấy dòng xua rẻ tiền nó có bốn dâu nhưng mà nó bắt sóng rất là kém chỉ tầm năm mươi m 70 m thôi anh em nhé và đây là cái thiết kế tay mic của nó và với điều đặc biệt là cái mic này thì nó có thể thay được cái củ anh em nhé những củ rời này là những cái củ rất là chuyên nghiệp như anh em có thể thay các củ xua rất nhiều các dòng anh em muốn mua về để thay cái củ mic để thay được cái chất âm nó ưng ý anh em nhé với dòng này thì như em thấy là tiếng mic nó rất là hay rồi cũng đều đủ giải tiếng mic rất là chắc đầm và cầm thì rất rất là đàm tay tiếng mic thì hát rất là chắc tiếng anh em nhé rất là chắc tiếng luôn đều giải cho anh em luôn lên cao không bị vỡ tiếng cũng không, không bị xé tiếng anh em nhé lên cao không bị vỡ không bị xé đấy là một trong những cái điều rất là tuyệt vời khi anh em sử dụng những bộ micro cho sự kiện và tại sao với những bộ sự kiện thì nó hay có tiếng mic dày vì tiếng mic dày thì khi anh em bỏ tiếng mic bỏ cái đầu cái tay mic này ra xa khỏi miệng một chút thì nó vẫn rất là bắt mic nó không bị tình trạng bị uh, tiếng mic của anh em nó bị bị cái tình trạng là mỏng tiếng quá anh em nhá. Vì nhiều anh em đi sự kiện ấy, dùng những con mic mà nó mỏng tiếng thì khi anh em alo lên, bỏ xa khi hát ra khỏi miệng ấy, bỏ xa ra một chút thì tiếng mic nó cực kỳ là mỏng nó rất là khó nghe. Và với những bộ mic đấy thì nó hay bị xé tiếng và những bộ này thì độ trầm nó tốt. Trầm nó tốt nhưng trầm tốt nhưng nó không bị vỡ tiếng anh em nhé Thường thì những con mic khác ấy, hàng mic rẻ ấy, thì anh em cho mic sát miệng anh em alo thì nó hay bị tình trạng nó vỡ tiếng do tiếng trầm nhiều quá nhưng với dòng này tiếng mic khi anh em để gần miệng thì nó vẫn rất là chắc tiếng luôn nó rất là chắc tiếng anh em nhé rất chắc tiếng mà không có tình trạng bị vỡ tiếng hát thì cực kỳ ngon ngọt tay mic thiết kế thì cầm quá là chuyên nghiệp rồi đúng không ạ quá chuyên nghiệp ở đây rồi Đấy, bộ này thì có hai tay mic em nhé hiện tại thì đây em đang cầm là một tay mic của U chín năm với những bộ này thì bên em cũng đã có những cái video test sóng rồi test sóng rồi test chất âm cho anh em nghe và cũng có rất nhiều các cái công trình đã lắp đặt những bộ U905 này kể cả cho gia đình vì nhiều anh em thiết kế thích cái thiết kế chuyên nghiệp và thích cái chất âm của nó sử dụng trong ca kê gia đình cũng cực kỳ tuyệt vời nó có thể đánh được đa năng gia đình nó đánh rất ok sự kiện nó đánh thì thoải mái cho anh em rồi đấy thì đây là hai mẫu micro đô. một mẫu gồm có một tay mic và một đầu thu và một mẫu thì sẽ gồm có hai tay mic một đầu thu để cho anh em có thể lựa chọn và tham khảo Hai bộ này thì với chất âm thì theo như em hát và thấy thì cái con mic U905 này thì nó sẽ cho ra cái chất âm nó sẽ chắc tiếng hơn, chắc tiếng hơn một chút anh em nhé, chắc tiếng hơn một chút, đầm hơn Và cái con U95, à, U900 này thì tiếng mic nó sẽ sáng, nó sẽ độ giải cao nó tốt hơn một chút thôi anh em nhé, hai bộ này thì anh em sử dụng thoải mái, không vấn đề gì cả vì mỗi một con này nó sẽ có một ưu điểm cái thiết kế rất là chuyên nghiệp ở đây đúng không ạ thì anh em có nhu cầu mua hàng thì uh, hãy nhớ liên hệ với em qua số điện bên góc dưới màn hình nhé xem video hãy nhớ like đăng ký kênh uh, một tay mic một đầu thu 3 triệu rưỡi và hai tay mic một đầu thu cũng giá 7 triệu thôi lựa chọn cho anh em rất nhiều đúng không ạ rất nhiều thoải mái cho anh em có nhu cầu lựa chọn ok uh, chào tất cả anh em và hẹn anh em ở các video clip lần sau ạ